Khi mà câu chuyện nhập tịch của Philip Nguyễn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng là lúc chúng ta phải đặt ra câu hỏi rằng sau Philip, Việt Kiều nào có thể tìm kiếm cơ hội cho mình ở chính đất nước hình chữ S trong tương lai gần? Câu trả lời mà hôm nay mình muốn mang tới cho mọi người chính là Jaden Pennant, Quang Vinh, cái tên đang rất nỗ lực để hoàn thành đủ những thủ tục nhập tịch Việt Nam trong tương lai gần. Làn sóng các cầu thủ nhập tịch trở về Việt Nam thi đấu chắc chắn đang ngày càng trở thành một niềm hy vọng mới dành cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước đây chúng ta đã được chứng kiến những cái tên như là Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân đã phần nào khẳng định được giá trị của bản thân khi trở về Việt Nam thi đấu trong suốt những năm vừa qua. Ở mùa giải V-League năm ngoái, hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam còn đón chào sự xuất hiện của những Việt kiều mới vô cùng chất lượng như Patrick Lê Giang hay là Philip Nguyễn. Sự xuất hiện của những ngôi sao này đều mang tới một niềm hy vọng lớn dành cho người hâm mộ đất nước hình chữ S rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ sớm có được sự phục vụ của những cái tên chất lượng giống như những gì mà Văn Lâm đã thể hiện trong suốt những năm qua. Để rồi trong bối cảnh mà Philip Nguyễn đang dần hoàn thành những thủ tục cuối cùng để sẵn sàng hướng tới việc đạt đủ điều kiện khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng một gương mặt khác cũng đang rất nỗ lực để chính thức trở thành một công dân Việt Nam trong tương lai gần là Jaden Pennant, Quang Vinh. Nếu mọi người còn chưa biết rõ đây là ai, thì Jaden Pennant, Quang Vinh là một cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Pháp với vị trí thi đấu sở trường là hậu vệ cánh trái. Tài năng của Quang Vinh từng được phát hiện từ sớm, khi mà hậu vệ này đã có cơ hội thi đấu cho hai cấp độ U16 và U18 của Pháp. Quang Vinh cũng từng nằm trong thành phần đội 1 của Soso trong 4 mùa giải và thậm chí anh đã từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của đội bóng này. Ở thời điểm hiện tại, hậu vệ sinh năm 1997 đang thi đấu cho câu lạc bộ Quivilly Rouen tại giải hạng 2 nước Pháp và vẫn được định giá lên tới 700.000 euro. Mùa giải 2023-2024, hậu vệ mang hai dòng máu Việt Pháp này cũng đã có tới 12 lần ra sân ở Ligue 2 và có được cho mình hai đường kiến tạo thành bàn. Có thể nói rằng sau nhiều năm chinh chiến ở những nền bóng đá hàng đầu châu lục, Quang Vinh đã tích lũy được cho bản thân một nguồn vốn kinh nghiệm vô cùng quý giá để sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí chính thức ở những nơi mà anh đặt chân tới. Nghe đến đây thì hẳn người hâm mộ đã rất tò mò và phải đặt ra câu hỏi rằng vậy liệu một ngôi sao đẳng cấp như vậy tới khi nào mới có thể nhập tịch và sẵn sàng chiến đấu vì một vị trí trong thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam? Trên thực tế, Jaden Pennant, Quang Vinh đã không dưới một lần chia sẻ về nguyện vọng được trở về Việt Nam và chính thức trở thành một công dân của đất nước hình chữ S. Chia sẻ trên trang chủ của giải Ligue 2, Quang Vinh cho biết: "Quá trình nhập quốc tịch Việt Nam của tôi vẫn đang diễn ra theo đúng lộ trình, nhưng vẫn sẽ cần thêm một quãng thời gian nữa để những thủ tục cuối cùng được hoàn tất. Nếu tôi có được quốc tịch Việt Nam và hoàn thành đủ những giấy tờ về mặt pháp lý, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có thể cùng tôi trao đổi nếu khi đó mà tôi vẫn còn giữ được phong độ phù hợp." Qua những chia sẻ này, chúng ta có thể phần nào hiểu rằng khao khát cống hiến cho màu áo của những chiến binh sao vàng từ Quang Vinh là lớn ra sao. Thậm chí bản thân hậu vệ này cũng chia sẻ rằng anh đang rất tích cực và nỗ lực học tiếng Việt để có thể sớm thành thạo và sẵn sàng trở về đất nước hình chữ S, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. "Đối với cá nhân tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa rất lớn. Việt Nam chính là một phần trong trái tim tôi, là nơi mà mẹ tôi đã sinh ra và lớn lên. Trong ký ức tuổi thơ của mình, tôi cũng được nuôi dạy về những nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam, từ những món ăn, câu chuyện hay bài hát. Tất cả đều có những nét Việt Nam xung quanh cuộc sống hàng ngày của tôi." Vậy thì nếu thực sự trở thành một công dân Việt Nam, Jaden Pennant, Quang Vinh có thể mang tới điều gì cho đội tuyển quốc gia trong trường hợp ông Philip Trouzier để mắt tới hậu vệ này? Trên thực tế, Quang Vinh đã từng được cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là ông Park Hang-seo nhắm tới trong quá khứ. Và thậm chí ông thầy người Hàn Quốc cũng đã có cơ hội chứng kiến tận mắt những màn trình diễn của hậu vệ này. Quang Vinh có vị trí sở trường là hành lang cánh trái trong hệ thống phòng ngự. Ngoài ra với khả năng hỗ trợ tấn công khá tốt của mình, ngôi sao sinh năm 1997 cũng hoàn toàn có thể được đẩy lên cao hơn và thi đấu giống như một tiền vệ cánh. Đây có thể được xem là một trong những điểm cộng lớn nhất để giúp cho Quang Vinh có thể lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philip Trouzier. Bởi trên thực tế, trong quãng thời gian đầu tiên ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta đã có thể thấy được rằng ông thầy người Pháp rất ưa thích sử dụng những sơ đồ ba trung vệ cùng với một cầu thủ chạy cánh đa năng, vừa có thể hỗ trợ tấn công, vừa có thể đảm bảo tốt nhiệm vụ phòng ngự. Do đó, sự đa năng của Jaden Pennant, Quang Vinh sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho hành lang cánh đang đối mặt với nhiều bất ổn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi đó, sự ổn định của hậu vệ này trong suốt những năm qua cũng sẽ là điểm cộng vô cùng lớn dành cho chính anh khi hoàn thành quá trình nhập tịch. Theo những thống kê từ chuyên trang Transfermarkt, hậu vệ mang hai dòng máu Việt Pháp đã có 113 trận đấu ở Ligue 2 sau 6 mùa chinh chiến ở đây. Đặc biệt, hậu vệ này đã đánh dấu số lần ra sân nhiều kỷ lục ở mùa giải năm ngoái với 32 lần, có mặt trên tổng cộng 38 vòng đấu trong áo của câu lạc bộ Quivilly. Trung bình, Quang Vinh đã đá 77,6 phút trong mỗi trận đấu và là một trong những vị trí không thể thiếu trên sân. Sự ổn định của hậu vệ này có thể giải quyết được bài toán thiếu ổn định nơi hành lang cánh trái của hậu đội tuyển Việt Nam trong suốt quãng thời gian vừa qua.
Thông thường đây sẽ là vị trí mà Đoàn Văn Hậu có được một suất chính thức nhờ vào kinh nghiệm, đẳng cấp cũng như tầm vóc vốn có của mình. Tuy nhiên, chấn thương dài hạn đang khiến cho hậu vệ quê Thái Bình không thể cống hiến được trong áo đội tuyển quốc gia quãng thời gian vừa qua, và thậm chí chúng ta vẫn chưa thể nhận được bất kỳ thông tin nào về thời điểm bình phục của ngôi sao này. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Chuze đã tạo điều kiện cho những cái tên như là Võ Minh Trọng, Phạm Xuân Mạnh hay Triệu Việt Hưng thể hiện mình ở hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Dù đã có những nét tích cực trong màn trình diễn của một hậu vệ tiềm năng như Minh Trọng, nhưng chừng đó vẫn chưa thể là đủ để thực sự hướng tới một mục tiêu cao hơn ở sân chơi châu lục như Asian Cup hay vòng loại World Cup 2026. Với những người hâm mộ của bóng đá Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một làn gió mới với sự xuất hiện của Jason Pennon Quang Vinh, khi mà hậu vệ này chắc chắn sẽ mang tới một nền tảng thể chất và sức mạnh tuyệt vời, cũng như ấn tượng hơn hầu hết các cầu thủ quốc nội thời điểm hiện tại. Với những kinh nghiệm mà Quang Vinh từng có được ở trời Âu, hậu vệ này chắc chắn sẽ biết cách để khắc chế được những cầu thủ mang đẳng cấp châu lục với kỹ thuật thượng thừa đã từng gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau. Đây cũng là hoàn toàn có thể trở thành yếu tố xúc tác để khiến cho cuộc cạnh tranh cho một vị trí trong đội hình của ông Chuze trở nên gay gắt hơn, khi mà có rất nhiều cái tên trong đội hình của ông có thể thi đấu được ở vị trí này nhưng chưa có ai tỏ ra thực sự nổi bật cả. Ngoài ra, sự xuất hiện của Jason Pennon Quang Vinh cũng có thể trở thành sự thúc đẩy để những cầu thủ Việt kiều Pháp khác tiếp tục có thêm động lực trở về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Nói đến đây, có lẽ chúng ta cũng phần nào mường tượng tới những tác động mà hậu vệ này có thể đem tới cho những chiến binh sao vàng. Với quãng thời gian trao dồi kinh nghiệm và chinh chiến ở trời Âu, chắc chắn Jason Pennon Quang Vinh sẽ có được kinh nghiệm để đối đầu với những cầu thủ được đánh giá cao hơn hẳn ở châu lục. Hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có thêm một gương mặt đẳng cấp cùng tư duy hiện đại, hoàn toàn có thể phù hợp với triết lý của một người như ông Chuze. Đó chính là những điểm tích cực nhất mà Việt kiều này hoàn toàn có thể mang tới cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai, bởi chúng ta hiểu rõ rằng điều kiện tiên quyết mà hậu vệ này cần phải sớm có được chính là quốc tịch Việt Nam, rồi sau đó mới tới những màn thể hiện để thuyết phục ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.